Kênh YouTube của Thanh Tâm Audio. Video tiếp theo trong ngày em muốn giới thiệu tới các bác một bộ sản phẩm, một bộ đầu giải mã đến từ Sony. Bộ giải mã này thì cũng đã xuất hiện ở trên kênh của em khá là nhiều rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì lại về thêm một bộ sản nữa, một bộ sản phẩm đầu giải mã này để bổ sung cho các bác đang mua hụt lần trước cũng như là đang quan tâm tới cái thiết bị này. Đây là Sony HZ1ES, một trong những chiếc đầu giải mã nhạc số thuần nhạc số nhất mà Thanh Tâm Audio cung cấp. Vì sao? Tại vì là đây là một trong những cái đầu giải mã, nó sẽ cung cấp cho các bác một cái nguồn nhạc số rất là lớn. Và cái cách chơi cái đầu giải mã này nó cũng rất là đơn giản. Các bác chỉ cần dùng điện thoại chọn bài là nó sẽ hát. Ok, bây giờ em sẽ giới thiệu tới các bác hình thức của thiết bị này trước. Bộ sản phẩm Sony HZ1ES chuẩn Hi-Res Audio về hàng với hình thức full shop, thùng xốp đầy đủ phụ kiện và hình thức là 99% như mới các bác nhé, không có một vết xước cũng như không có một cấn cạnh gì cả. Bây giờ em sẽ quay gần hơn để các bác cùng tham khảo. Sony HZ1S về hàng với cái mức giá là 37 triệu, thì các bác có thể thấy là một mức giá tương đối cao. Tuy nhiên thì những cái tính năng nó mang lại cũng như những tất cả những khách hàng đã và đang sử dụng cái sản phẩm này có thể hiểu được đây là một trong những thiết bị cực hay và rất là quan trọng trong một cái hệ thống nhạc mà khi các bác chuyển từ CD sang nhạc số. Ok, ví dụ các bác có thể hình dung luôn là một cái đầu giải mã Sony này nó sẽ giúp các bác ấn 1 hoặc đến 2.000 chiếc CD vào bên trong máy. Các bác không phải thao tác bỏ đĩa ra đĩa vào, nó chỉ cần dùng điện thoại và chọn bài để chơi thôi. Đây là Sony HZ1ES với thiết kế giao diện phẳng minimalist. Và các bác có thể thấy mặt trước của thiết bị được thiết kế bằng panel nhôm xước rất là đẹp. Màn hình hiển thị được thiết kế khung giữa, tất cả các nút tùy chỉnh được vắt xoáy kim cương rất là đẹp. Góc cạnh các bác có thể nhìn thấy, đó. Thiết bị này cũng được Thanh Tâm Audio cung cấp cho rất là nhiều khách hàng ở trên toàn quốc, đặc biệt là khách hàng ở Vũng Tàu đặt hàng rất là nhiều. Và hôm nay về hàng một bộ sản phẩm rất là đẹp, cũng sẽ quay lên luôn để các bác cùng tham khảo hình thức trước khi quyết định mua hàng, đặc biệt là với các bác ở xa. Ok, bây giờ em sẽ quay về mặt sau kết nối để các bác cùng tham khảo. Kết nối của thiết bị này rất là đơn giản, chúng ta sẽ chỉ có một đường nguồn vào với được điện sử dụng là 100V, đường dây mạng, một cổng cắm USB ổ cứng. Và xuất âm nó sẽ xuất ra cho chúng ta theo dạng RCA cũng như là ba lăng, hai đường phía dưới đây. Ok, các bạn đợi em một chút. Đây là các cái cổng kết nối phía sau và chắc chắn rồi, một con máy full shop như thế này thì tất cả mọi thứ đều nguyên bản hết phía trong. Bây giờ em sẽ giới thiệu thêm một chút về HS1. Nó sẽ không giải mã cho các bác từ TV cũng như là những cái tính năng như coaxial thì nó đều là không có, không dây cũng không có. Tất cả những cái tính năng giải mã về những cái đường TV này rồi không dây, Bluetooth hay là AirPlay thì nó đều không có hết. Tuy nhiên thì Sony đã nghiên cứu thiết bị này khá là lâu và đưa ra thị trường với phiên bản Hi-Res Audio từ năm 2014. Máy được trang bị một ổ cứng dung lượng 1TB và các bác có thể nâng max lên dung lượng là 4TB để có thể
cóp nhạc vào phía trong máy và chọn ra chơi một cách nhanh chóng nhất. Ok, bây giờ em sẽ demo cho các bạn. Nó sẽ có một cái phần mềm, một cái phần mềm đây các bác có thể thấy này. Phần mềm của nó là HDD. Ok, các bác đợi một chút. Phần mềm của nó là HDD Audio Remote, các bác có thể tải ở trên CH Play cũng như là App Store về. Khi các bác tải về và cắm thiết mạng cho thiết bị xong thì các bác ở trên điện thoại các bác bật phần mềm lên. Nó sẽ báo cho chúng ta là Sony Hub Z1 ES này, địa chỉ IP luôn này. Hiện tại em đang cắm cả một chiếc Hub S1, vì thế nó báo là hai thiết bị. Tuy nhiên ở nhà các bác thì các bác chỉ nhìn thấy dòng này thôi, các bác chạm vào đây. Đó, đây là giao diện của Sony Hub S1. Chúng ta sẽ quản lý bài hát theo album này, bìa này, folder này, cũng có thể là quản lý theo track này. Đó, con thiết bị này nó còn có cả music server nhá. Ví dụ bây giờ em sẽ chọn nhạc qua thông qua album này, chúng ta sẽ vào đây nhá. Hiện tại ổ cứng mặc định của máy là 1T thì các bác có thể cóp thêm hoặc các bác có thể nâng cấp thêm. Các bác có thể nâng cấp lên cái ổ cứng dung lượng cao hơn để cóp nhiều hơn. Tuy nhiên đối với em thì 1T rất là nhiều rồi. Và chúng ta sẽ cóp nhạc vào thiết bị này thông qua một chiếc máy tính hoặc là một chiếc MacBook. Nói chung là cái cách kết nối thì nó cũng rất là đơn giản thôi, và em cũng đã có làm hết những cái video hướng dẫn các anh em có thể kết nối lắp đặt cái thiết bị này. Chúng ta sẽ đi tìm một bài hát hay hay một chút. Đó, và cái giao diện của Sony Hub S1, cái app trên điện thoại làm rất là đẹp các bác nhá. Làm đẹp nhất trong tất cả những cái dòng app mà cái ứng dụng mà của các hãng. Và cái ứng dụng này nó rất là mượt mà, các bác có thể thấy là nó thiết kế chuẩn chỉ, chỉnh chu, rất là nhạy. Theo em thì các hãng nên học cách thiết kế, nên đầu tư vào cái app điều khiển ở trên điện thoại như với Sony người ta nào. Đó, đây là giao diện chính này, chúng ta có thể bật tắt thiết bị nhé. Cái tính năng volume này sẽ không sử dụng được trên con Hub S1 này. Ngoài ra thì chúng ta cũng có tính năng DC này, độc quyền này. Và con này thì giải mã lên tới định nhạc DSD, rất là cao cấp. Bây giờ em sẽ play to một chút, các bác nghe thử thiết bị này. Không còn nên đường dài thật dài, ta mặc tình sống chơi cùng nhau, ta sẽ đi sẽ thăm bao nơi xưa xuôi một thuở lên đêm, ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhiều trái tim.
đấy qua cơn mê sông cạn lại thành dòng suối về ngọn quê hương. Từng ngón tay em dài vun trọn cuộc tình đây mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh triệu full shop. Bác nào quan tâm tới thiết bị này thì có thể liên hệ tới số hotline của em. Xin chào và hẹn gặp lại.